Thầy ơi, có nên vay nợ để đi kinh doanh không ạ? Vay nợ nó là cái gì cả nhà? Là một công cụ để giúp cho công việc của mình tốt hơn. Nếu bạn không vay, bạn sẽ phải tích lũy. Và bạn sẽ phải trả giá bằng thời gian của bạn. Tích lũy tiền 5 năm, 10 năm mới ra được số vốn đó. Và kinh doanh thắng thì đấy là điều tuyệt vời. Những kinh doanh nữa không thắng thì ngoài cái việc chúng ta mất tiền, chúng ta còn mất cả quãng thời gian trước đó. Còn ngày hôm nay mình sẵn sàng mình vay thẳng luôn. Mình thắng, đấy là điều tuyệt vời. Mình không thắng, mình mất tiền. Nó vẫn như quãng thời gian 10 năm sau. Những cái thứ mình được ở đây nó là gì? 10 năm. Mình tiết kiệm được cực kỳ nhiều thời gian và mình có thể làm lại. Chứ đợi đến 10 năm sau ngã một phát. Bây giờ 30 tuổi, 10 năm sau 40. Bây giờ 40 tuổi, 10 năm sau là 50. Ngã rồi đứng lên nó dễ không cả nhà? Quá khó.